Chào các bạn, là mình đây. Như các bạn đang thấy thì mình đang mặc một cái chiếc đầm rất là BD. Thậm chí mình còn chưa cắt tát ra nữa. Vậy thì nó có nghĩa là gì? Có nghĩa là năm mới đã bắt đầu rồi. Mình vừa kết thúc một học kỳ cực kỳ bận rộn. Mình làm đủ thứ việc mà mình chưa bao giờ được làm trong đời mình luôn. Và sau một cái học kỳ bận rộn như vậy thì mình đã có một cái kỳ nghỉ rất là hữu dụng. Mình đã có rất nhiều thời gian để suy nghĩ về cuộc đời của mình, về những thứ mà mình muốn làm, về những thứ mình không biết là mình có đang làm đúng hay không. Và đang ở đây, mình đã quyết định là sẽ làm video này vào ngày đầu tiên của năm 2020 để nói về, không phải để nói về những gì mà mình đã trải qua hay là những gì của năm cũ, mà là những gì mà mình muốn làm trong năm sau. Thì mình vừa làm một cái bản go cho năm sau luôn. Mình sẽ để trong phòng để nhắc nhở mình. Đầu tiên là love yourself, support others và be grateful. Tại sao lại là 6 chữ này? Thứ nhất là mình nhận ra trong năm vừa qua mình rất là bỏ bê bản thân. Các bạn có thể thấy là mặt mình đang nổi rất nhiều mụn. Mình không quan tâm tới sức khỏe của mình. Mình ăn uống thất thường. Mình ngủ cũng thất thường. Mình không quản lý tốt cảm xúc của mình, dẫn đến việc là mình bị stress rất là nhiều. Sau đó là mình có lẽ là không phải chỉ một mình, nhưng mà một số các bạn khác đôi khi cũng sẽ cảm thấy ganh tị với thành công của người khác. Thì mình biết cái đó là một cái tật rất là xấu của mình, và mình muốn bỏ cái thói quen xấu đó trong năm này. Thì thứ ba, tại sao lại là be grateful? Nhưng là kỳ nghỉ vừa qua thì mình đã dành rất là nhiều thời gian để mà đọc những cái bài nói về cảm xúc, là tại sao mình lại dễ suy nghĩ tiêu cực, tại sao mình lại dễ cảm thấy mệt mỏi với cuộc sống. Thì người ta nói là một trong những lý do đó là do mình không cảm thấy hài lòng với cuộc sống của mình và không cảm thấy biết ơn với những thứ nhỏ nhặt xung quanh. Ví dụ như là những người mà họ cảm thấy vui vẻ khi được sống, họ sẽ cảm thấy là mình biết ơn khi mà mình cảm thấy mình hôm nay mình khỏe mạnh và mình được thức dậy mỗi ngày không cảm thấy đau nhức trong người hay gì hết, có đồ ăn để ăn. Thì mình quyết định là sẽ thay đổi suy nghĩ, sẽ thử thay đổi suy nghĩ của mình trong năm 2020 để xem là cái cảm xúc của mình, cái tâm trạng của mình, cái tinh thần có trở nên khá hơn hay không. Thì mình hy vọng là các bạn sẽ đồng hành với mình trong chặng đường sắp tới. Và mình nghĩ thế này là mình cũng sẽ quay lại con đường cũ, nhưng mà hy vọng là nhờ cái bản này mà mình có thể nhắc nhở bản thân hướng đến một cái con người tốt đẹp hơn để xứng đáng với tình cảm của các bạn. Tại vì mình thật sự là mình rất là biết ơn, tại vì một năm vừa qua mình gặp được rất là nhiều người, mình mở thêm được rất là nhiều mối quan hệ, và có những thứ mà mình không ngờ là mình nhận được, có những thứ mà mình cảm thấy bản thân mình không xứng đáng nhận được, nhưng mà mình vẫn nhận được rất là nhiều sự ủng hộ và tình cảm từ các bạn. Kiểu nhiều khi mà mình cảm thấy mình cư xử rất là kỳ cục mà không hiểu tại sao mấy bạn vẫn chơi với mình, là mình cũng không hiểu nữa. Nhưng mà mình rất là cảm ơn các bạn vì đã ở bên cạnh mình trong năm 2019 vừa qua, thật là một năm đầy thử thách. Và mình hy vọng là chúng ta sẽ tiếp tục cố gắng cho năm 2020 sắp tới. Và nó cũng là một thập kỷ mới. Mình cảm thấy rất là già luôn. Video hôm nay thì tới đây thôi, tại vì mình cũng không biết nói gì nhiều, mình cũng
không có lên kế hoạch cho video này nữa, mình chỉ làm cách ngẫu hứng. Chúc các bạn một năm mới nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui, và nhớ là biết yêu thương bản thân, hỗ trợ những người xung quanh và biết ơn về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống. Giống như mình sẽ cố mình vẫn yêu thương các bạn như mọi khi.